các bạn sẽ tiếp tục hiển thị tất cả các hóa đơn của nhân viên có mã là NV02. Chúng ta đây là 1.6 nhé. Và chúng ta thực hiện câu lệnh select sale from sản phẩm hóa đơn chứ. Hiển thị tất cả các hóa đơn của nhân viên hóa đơn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xem cái bảng hóa đơn. Đây có mã nhân viên. Như điều kiện của chúng ta là where mã nhân viên. Mã nhân viên bạn sử dụng bằng cũng được nhé. Bằng NV002 nếu như bạn muốn tìm chính xác. Còn không thì bạn sẽ sử dụng line. Line mà bạn chỉ gõ mấy ký tự này thôi thì nó cũng sử dụng tìm kiếm chính xác, còn không thì bạn thêm cái ký tự đại diện là phần trăm vô thì nó sẽ tìm kiếm tương đối. Như vậy đây là những hóa đơn của cái nhân viên NV02 đã thực hiện và chúng ta đã có kết quả các bạn nhé. Như vậy các bạn nhìn kỹ từ câu 1 đến câu 6, cấu trúc của câu lệnh query nó rất là đơn giản các bạn. Chọn cái gì, ở đâu, điều kiện là gì, các bạn cứ hỏi những câu hỏi như vậy thì các bạn sẽ có được cái cách để thực hiện một cái câu truy vấn rất là đơn giản các bạn nhé.